Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 24/11/2021. Kính mời các bạn xem bản tin quốc lộ 1 qua Phú Yên đang được vá sau cái chết của một cán bộ thị ủy. Sau cái chết của một cán bộ phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thị ủy chết nghi do xe sụp ổ gà, đoạn quốc lộ 1 Phú Yên đã được vá lại hàng chục ngàn mét vuông. Trước đây từng có người chết cũng vì sụp ba ổ gà liên tiếp và tử vong tại chỗ. Người nhà của nạn nhân vào hồi năm 2018 cũng đề nghị khởi tố vụ án vì đoạn đường quốc lộ được thi công quá gian dối, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Tuy nhiên, sự việc trở nên chìm xuồng. Đây là hình ảnh người nhà nạn nhân bức xúc vì đơn vị thi công sửa quốc lộ 1 không có cảnh báo nguy hiểm hoặc lấp tạm ổ gà, dẫn đến cái chết oan ức vô lý. Các lý do đều được quy về nguyên nhân khách quan do trời mưa, do thiếu vốn, chậm tiến độ, vân vân. Tuy nhiên, theo các tài xế và người dân, thì chính nhà thầu thi công đã gian dối và sự thiếu minh bạch và trách nhiệm và căn bệnh vô cảm của lãnh đạo đã khiến cho đoạn đường trở thành nỗi đau khổ của người dân lưu thông và gây nguy hiểm đến tính mạng con người suốt gần 5 năm nay. Đến nay thì vụ việc đã trở nên xôn xao sau cái chết của cán bộ thị ủy vào hôm 12/11 cũng vì sụp ổ gà. Đồng thời, ngay sau đó có liên tiếp thêm vụ tai nạn khiến một người bị thương nặng và hai người chết cũng vì đường đi quá xấu. Vào ngày 13/11, vụ tai nạn xe máy tại km 1355 quốc lộ 1 đã làm bị thương nặng một người. Tới ngày 14/11, tại km 1350, tại lại vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe tải làm chết hai người. Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết, từ ngày 18/11, Công ty Cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Phú Yên đã bố trí 12 mũi thi công sửa chữa bước 1 các vị trí ổ gà, sình lún trên quốc lộ 1 qua Phú Yên. Tính đến ngày 16:30 ngày 20/11, đơn vị thi công đã sửa chữa được 14.261 m² trong tổng số 41.000 m² mặt đường bị hỏng, đạt 34,78%. Riêng ngày 20/11 sửa chữa được 1.372 m² mặt đường. Đồng thời, đơn vị thi công cũng tổ chức 10 chốt trực đảm bảo giao thông, hướng dẫn cảnh báo xe đi qua các đoạn hư hỏng trên quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên. Quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên cũng như áo rách vì thiếu vốn hay sao, đây cũng là điều được dư luận đặt ra. Đây là hình ảnh quốc lộ qua đường tỉnh Phú Yên có rất nhiều ổ gà, ổ voi liên tiếp, vá chỗ này lở lét chỗ khác và gây chết người. Đại diện Cục Quản lý Đường bộ 3 nói nguyên nhân chính gây hư hỏng trầm trọng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên là do quá thời hạn trung tu theo quy định nhưng chưa cân đối được kinh phí thực hiện. Trả lời báo chí sau cuộc họp, ông Trần Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đường bộ 3 nói rằng trên toàn tuyến quốc lộ 1 dài 120 km qua tỉnh Phú Yên có đến 60-70 km đã vượt quá thời hạn trung tu theo thời gian quy định do thiếu vốn. Đây là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc quốc lộ 1 qua Phú Yên hỏng nặng. Đoạn đường này từ khi hoàn thành dự án mở rộng quốc lộ 1 và đưa vào sử dụng đến nay là 6 năm, trong khi theo quy định thì 4 năm là phải trung tu, nhưng đến nay thời hạn quá mà chưa làm là nguyên nhân lớn nhất. Nguyên nhân thứ hai là tốc độ đô thị hóa nhanh và thứ ba là do mưa lớn kéo dài liên tục nên đã phát sinh hư hỏng, ông Trung nói. Ông Trung cho hay Tổng cục Đường Bộ đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Dự án Thăng Long, nếu thời tiết có nắng phải tranh thủ sửa chữa đường ngay, đến 30/11 phải hoàn tất việc sửa chữa. Về các vụ tai nạn giao thông dồn dập đã khiến 3 người chết, 1 người bị thương nặng xảy ra gần đây trên quốc lộ 1 qua thị xã Đông Hòa, nghi là do đường hư hỏng nhưng không được đảm bảo an toàn giao thông. Ông Trung nói rằng tai nạn xảy ra rất đau xót, chúng tôi đau đớn việc này. Đây là hình ảnh nhựa đường trồi lên do chất lượng thi công xấu và gây nguy hiểm cho người lưu thông. Tuy nhiên, ông nói rằng cần phải có kết luận của cơ quan điều tra về nguyên nhân gây tai nạn thì mới xác định được trách nhiệm thuộc về ai. Cũng như lời báo Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, quốc lộ 1 qua Phú Yên gần đây bị hư hỏng rất nặng nề sau những cơn mưa lớn kéo dài đến mức một lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh ví như một chiếc áo rách. Trong khi lực lượng sửa chữa vá chưa xong chỗ hư hỏng này, thì nhiều chỗ hư hỏng khác lại tiếp nối xuất hiện, khiến nhiều tài xế, người lái xe rất bức xúc. Theo Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa, gần đây có 3 vụ tai nạn do nguyên nhân chính là vì đường hư hỏng nặng nề. Sáng ngày 15/11, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đoạn quốc lộ 1 từ thành phố Tuy Hòa đi thị xã Đông Hòa có rất nhiều điểm hư hỏng
hàng loạt nơi xuất hiện liên hoàn ổ gà, ổ trâu, khiến xe cộ qua lại phải chạy rất chậm dưới trời mưa rất lớn. Đây là một đoạn đường thuộc gói thầu số 26 tăng cường kết cấu áo đường dự án mở rộng quốc lộ 1 do Ban Quản lý dự án Thăng Long thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, được nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào ngày 5 tháng 8 năm 2020, đến tháng 8 năm 2022 mới hết hạn bảo hành. Tuy nhiên, mới sử dụng hơn một năm mà dự án này đã hư hỏng nặng nề. Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đã đề nghị chủ đầu tư và đơn vị chức năng khẩn trương sửa chữa những hư hỏng trên quốc lộ 1 đi qua địa bàn, nhưng việc sửa chữa rất chậm. Chỗ này sửa chưa xong thì chỗ khác lại hư hỏng, gây nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, nhất là khi trời mưa lớn, ban đêm, các ổ trâu, ổ gà bị nước láng mặt nên người di xe rất dễ bị sa vào bẫy. Đây là hình ảnh các đơn vị thi công sửa chữa thường xuyên nhưng mặt đường vẫn nát như ruộng cày, theo báo Dân Trí chia sẻ. Cũng theo báo này, vào ngày 14 tháng 11 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi Bộ Giao thông Vận tải, từ khi đưa vào khai thác sử dụng, mặt đường thuộc phạm vi gói thầu 26 đã phát sinh nhiều vị trí bị hư hỏng, ổ gà, sình lún. Mặc dù Ban Quản lý dự án Thăng Long đã có văn bản chỉ đạo nhà thầu sửa chữa bảo hành, thực hiện chưa quyết liệt, tiến độ khắc phục rất chậm. Đến nay, các hư hỏng này chưa được khắc phục kịp thời, chất lượng công tác sửa chữa không đảm bảo, nên sau khi sửa chữa tiếp tục hư hỏng, lan rộng, tạo ổ gà sâu, nguy hiểm, gây mất an toàn giao thông cho người dân và phương tiện giao thông. Báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã nêu ra như thế. Cũng theo báo cáo trên, diện tích hư hỏng mặt đường của gói thầu hiện nay là khoảng 1.448 m², trong đó 13.2 m² là sình lún, 770 m² rạn nứt, 683 m² ổ gà. Và con đường này được ví như tấm áo rách. Đó là ví von của ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên về tình trạng của quốc lộ 1 đi qua tỉnh này. Không chỉ có gói thầu 26 mà rất nhiều đoạn trên quốc lộ này trải dài từ thị xã Đông Hòa, thành phố Tuy Hòa, huyện Tuy An đến thị xã Sông Cầu bị hư hỏng nghiêm trọng từ đầu mùa mưa đến nay. Bà Phan Thị Linh, một người dân ở xã An Hiệp, huyện Tuy An cho biết quốc lộ 1 trước nhà bà đầy hầm hố, lỗ hàng nên vợ chồng dùng các lốp xe máy cũ bỏ xuống đó để giảm tai nạn. Nhiều người đi xe máy té chỗ này lắm, bị thương rất tội. Chúng tôi mong đơn vị có trách nhiệm sửa chữa cho chất lượng, chứ năm nào đoạn đường này cũng vá đi vá lại, mới hư hỏng thì cứ hư hỏng, bà Linh bức xúc. Đây là hình ảnh báo chí trong nước phản ánh liên tục suốt nhiều năm qua, nhưng quốc lộ qua Phú Yên vẫn là con đường gây kinh hoàng cho giới tài xế. Những ngày trước đây tôi thấy các đơn vị thi công còn đổ đất, đá tạm vào các ổ gà, ổ trâu trên đường, nhưng hai ngày nay không thấy họ thực hiện việc ấy nữa. Nhiều đoạn quốc lộ 1, đặc biệt là từ đèo Quán Cau ra phía bắc huyện Tuy An, đường hư rất nhiều, rất nguy hiểm. Đã có nhiều xe tải, xe khách, xe du lịch gặp tai nạn, mất lái, va quệt, gãy nhíp, nổ lốp vì sa vào những ổ gà này. Ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An cho biết vào ngày 15 tháng 11. Cũng ngày 15 tháng 11, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho hay, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên liên tục có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị có trách nhiệm đề nghị chỉ đạo khẩn trương thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, bố trí đầy đủ biển báo, lực lượng điều tiết giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông tại các vị trí bị hư hỏng. Và cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy tiến độ sửa chữa triệt để đúng yêu cầu chất lượng của quốc lộ đoạn 1 Phú Yên. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Phương Đồng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phú Yên, vì trời mưa lớn kéo dài nên các mũi thi công vừa sửa chữa được một phần chỗ hư hỏng này thì lại phát sinh nhiều chỗ hư hỏng mới trên quốc lộ 1. Và cứ như thế, những con đường quốc lộ tại Việt Nam trở thành những con đường đau khổ. Trong khi người dân nai lưng đóng thuế thì các quan chức làm ăn rất thiếu trách nhiệm và nghi vấn phía sau là tham nhũng hối lộ của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin 13% F1 Hà Nội thành F0, chuyên gia lo lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Trong 5 ngày gần đây, mỗi ngày Hà Nội ghi nhận trên 200 bệnh nhân COVID-19. Đáng chú ý, số F0 ở khu vực cách ly luôn chiếm gần một nửa số ca mắc mới. Vào ngày 19 tháng 11, Hà Nội đã ghi nhận 275 F0, trong đó có đến 137 ca được phát hiện tại khu vực cách ly và chỉ có 36 ca tại khu vực phong tỏa.
Trên thực tế, số ca bệnh được ghi nhận trong khu vực cách ly của Hà Nội thường xuyên chiếm tỷ lệ cao kể từ khi dịch có dấu hiệu nóng trở lại. Đại đa số các trường hợp đang được cách ly tại các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn thành phố hiện nay là các F1. Tại cuộc họp vào ngày 19 tháng 11, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng đưa ra một con số đáng chú ý. Tỷ lệ F1 trong giai đoạn hiện nay trở thành F0 lên tới 13%. Trước đó, tỷ lệ này trung bình chỉ có 7-8%. Đây là hình ảnh tiếp nhận người vào khu vực cách ly tập trung ở Hà Nội. Nhiều chuyên gia dịch tễ đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung, đặc biệt là trong bối cảnh số ca bệnh kéo theo các F1 phải cách ly tập trung ở thủ đô không ngừng gia tăng. Trao đổi với báo Dân Chí, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế nhận định, có nhiều giả thiết cho việc tỷ lệ F1 chuyển thành F0 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi so với trước. Trong một trong các số đó là nguy cơ lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung. Theo ông, cần phải có những nghiên cứu khoa học để có thể đưa ra các kết luận chính xác về vấn đề này. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng việc quản lý trong khu cách ly tập trung ở giai đoạn hiện nay không được tốt như trước đây. Chuyên gia này cũng nhấn mạnh về khả năng lây nhiễm khi không tuân thủ nguyên tắc 5K. Theo nguyên tắc, khi F1 đứng nói chuyện với F0 dưới 2 mét và không đeo khẩu trang, tức là đeo khẩu trang không đúng cách trong khoảng thời gian ít nhất 15 phút, thì có thể bị lây nhiễm. Phó giáo sư Nga cho hay, và trước đó trao đổi với Dân Trí, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cố vấn cấp cao của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, nhận định với chiến lược là không thể zero F0 và chấp nhận có ca mắc trong cộng đồng và có khi nhiều F0 thì sẽ nhiều F1. Nói về sự cần thiết của việc Hà Nội cần triển khai cách ly các F1 đủ điều kiện tại nhà, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Anh, Giám đốc Bệnh viện Nghiên cứu Y khoa Vuclox tại Việt Nam đã dẫn chứng bài học của Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, theo chuyên gia này, kịch bản xảy ra Hà Nội vào những ngày này giống hệt Thành phố Hồ Chí Minh cách đây 6 tháng. Khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày có từ 200 đến 300 ca bệnh và vài nghìn F1. Đây là hình ảnh bên trong khu cách ly tập trung tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cách xử lý của Thành phố Hồ Chí Minh khi đó là truy vết, đưa F0 đi điều trị và cách ly toàn bộ F1. Nhưng rất nhanh sau đó, không còn trường học và nhà văn hóa nào đủ chỗ để chứa F1 nữa, vì trung bình mỗi F0 sẽ kéo theo 20 ca F1. Hiện tượng lây nhiễm chéo trong khu cách ly cũng đã được lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế thừa nhận. Những gì xảy ra ở miền Nam cho thấy F0, F1 vẫn có thể tử vong hoặc chịu các hậu quả về sức khỏe, không phải vì COVID-19 mà có thể do các bệnh khác nhưng không được cấp cứu kịp thời. Đấy là chưa kể việc lãng phí nguồn lực trong việc cách ly tập trung F1 và điều trị F0 triệu chứng nhẹ trong khi họ đã tiêm vaccine là lãng phí nguồn nhân lực, tài lực một cách không cần thiết. Tiến sĩ, bác sĩ Thu Anh nhấn mạnh như vậy. Đồng quan điểm, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu cho hay, Hà Nội nên áp dụng các cách ly tại nhà đối với tất cả các đối tượng thuộc diện F1 đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bởi lẽ, trước Hà Nội đã có nhiều tỉnh thành áp dụng cách ly F0, F1 tại nhà thành công. Hơn nữa, Hà Nội cũng có kinh nghiệm trong cách ly F2 tại nhà. Vì vậy, cũng nên triển khai cách ly F1 tại nhà sớm, không cần thiết phải triển khai từng bước, ông Phu nói. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng sợ cách ly tập trung có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến chống dịch tại thủ đô. Chính tâm lý ngại cách ly tập trung sẽ khiến một bộ phận người dân hạn chế khai báo dù có yếu tố dịch tễ. Việc này vô cùng nguy hiểm và khiến dịch tễ âm thầm lan ra cộng đồng, Phó giáo sư Hùng nhận xét. Đây là hình ảnh vào đêm 19 tháng 11, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tưởng niệm 23.000 nạn nhân chết vì dịch Covid. Hình bên phải là cách người dân ở một khu vực phố đã tự tổ chức nghi lễ tưởng niệm. Bí ẩn về sự mất tích và biến mất của chủng Delta ở Nhật Bản, cũng có thể virus đã tự tuyệt chủng. Thế giới cũng đang chứng kiến hai thái cực khác nhau liên quan đến đại dịch Covid-19, trong khi châu Âu thì bùng phát mạnh, Nhật Bản có số ca nhiễm thấp bất ngờ. Nó cho thấy hai điều rằng vaccine có hiệu quả, nhưng một mình vaccine không thể ngăn chặn được đại dịch. Dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy
ca tử vong ở châu Âu tăng 5% trong tuần lễ trung tuần tháng 11, là khu vực duy nhất trên thế giới có ca tử vong tăng. Và châu Âu trở lại giãn cách một lần nữa, các ca nhiễm COVID-19 tăng cao ở nhiều khu vực thuộc châu Âu giữa lúc mùa đông đang đến. Khoảng 60% dân số Tây Âu đã tiêm ngừa đầy đủ, trong khi tỷ lệ ở Đông Âu chỉ bằng một nửa. Đầu tuần này, Iran đã áp dụng lệnh giới nghiêm mỗi buổi tối đối với các ngành nghề dịch vụ do ca nhiễm tăng đột biến, bất chấp việc nước này có tỷ lệ tiêm chủng cao là khoảng tới 75% dân số. Còn ở Bồ Đào Nha, tỷ lệ tiêm là 87%. Chính quyền cũng đang cân nhắc các biện pháp kiềm chế đợt bùng phát dịch này. Hà Lan thì còn mệt mỏi hơn. Tối thứ Sáu ngày 19 tháng 11, các cuộc biểu tình ở thành phố Rotterdam phản đối quy định phòng dịch mới đã leo thang trở thành bạo lực. Đây là hình ảnh biểu tình phản đối các biện pháp phòng dịch COVID-19 mới đây ở thủ đô Viên, Áo. Đức và Áo cũng căng thẳng, riêng Áo chính thức phong tỏa toàn quốc từ ngày 22 tháng 11, chỉ vài ngày sau khi áp dụng các biện pháp hạn chế đối với người chưa tiêm vaccine. Mọi thứ có vẻ diễn ra trái ngược với kỳ vọng của các nhà lãnh đạo châu Âu về một cuộc sống bình thường nhờ vaccine. Cũng theo dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins ở Mỹ cho thấy, số người tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã chạm mốc hơn 770.000 người. Còn tờ báo The Hill qua đưa tin số người tử vong trong năm 2021 đến nay ít nhất là 385.000 người, cao hơn 15.000 người so với năm 2020. Cách biệt này sẽ còn nới rộng khi đại dịch đang trên đà tăng trở lại tại Mỹ. Trong khi đó, Giám đốc Hans Kluge của Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu nói rằng COVID-19 lại một lần nữa đã trở thành nguyên nhân gây tử vong số 1 ở khu vực này. Và bí ẩn sự biến mất của chủng Delta ở Nhật Bản. Giữa lúc châu Âu đang rối ren, ở châu Á, Nhật Bản lại là một thái cực trái ngược. Nói đúng hơn là một hiện tượng lạ. 3 tháng sau ngày chủng Delta xuất hiện và hoành hành, tức là ca nhiễm cao nhất là 26.000 ca mỗi ngày. Những tuần gần đây, Nhật Bản chỉ ghi nhận dưới 200 ca mỗi ngày. Ngày 7 tháng 11, thậm chí không có ca tử vong nào. Đó là lần đầu tiên sau 15 tháng. Các học giả nhận xét con số dưới 200 ca là vô cùng thấp, kể cả tỷ lệ tiêm ngừa cao 75,7% dân số và giãn cách xã hội tốt, thói quen đeo khẩu trang cũng không giải thích được. Đây là hình ảnh người dân Nhật Bản chưa bao giờ bị áp dụng lệnh phong tỏa kể từ khi dịch COVID bùng phát. Theo tờ báo của Nhật Bản Japan Times, mới đây, một nhóm các nhà nghiên cứu do giáo sư Ituro của Viện Di chuyển Quốc gia Nhật Bản đưa ra một giả thiết khá táo bạo rằng chủng Delta ở Nhật Bản đã tự tuyệt chủng trong quá trình lây lan và đột biến. Cụ thể hơn, bộ gen của virus COVID-19 thay đổi với tốc độ khoảng 2 đột biến mỗi tháng. Nhưng chủng Delta ở Nhật tích lũy quá nhiều đột biến trên protein sửa chữa của nó gọi là NSP14. Kết quả là virus không kịp vá lỗi và trong quá trình phân chia trong cơ thể người bệnh và dẫn đến tự diệt. Chúng tôi thực sự bị sốc trước phát hiện của mình. Xét thực tế về ca nhiễm ở Nhật Bản không tăng trong thời gian qua, chúng tôi nghĩ vào một chu kỳ đột biến nào đó, virus đã đi thẳng vào con đường tự diệt. Nếu virus còn sống và khỏe, ca nhiễm chắc chắn phải tăng cao vì khẩu trang và vaccine không thể ngăn toàn bộ lây nhiễm. Giáo sư Inoue đã cho biết như vậy. Kể từ lúc đạt đỉnh vào giữa tháng 8 năm 2021, các ca nhiễm ở Nhật Bản cũng giảm liên tục xuống dưới 5.000 vào giữa tháng 9, rồi tiếp tục xuống dưới 200 vào cuối tháng 10. Bất kể mọi hoạt động đã trở lại bình thường như tàu điện và nhà hàng. Và những ngày này cũng đông kín người. Tuy vậy, giáo sư Uyne cảnh báo Nhật không vì thế mà miễn nhiễm trước cái làn sóng dịch tiếp theo nếu có. Chúng ta ổn với chủng Delta đã ngăn không cho các chủng virus khác xâm nhập. Nhưng giờ không có gì ngăn chúng được nữa. Chỉ có vaccine không đủ giải quyết vấn đề. Tôi cho rằng các biện pháp kiểm soát nhập cảnh bây giờ là rất quan trọng. Vị chuyên gia này đánh giá như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Ba ngày 23 tháng 11 năm 2021 với bản tin 13% F1 ở Hà Nội đã trở thành F0. Chuyên gia lo lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi của Thời báo .de để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.